Tiếp theo là câu số 16. À, một nguồn điện có suất điện động 12V khi mắc với một bóng đèn để tạo thành mặt kính. Bóng đèn để tạo thành mặt kính thì thấy cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là 0,5A. Tính công của nguồn điện sản sinh ra trong 15 phút. A của nguồn bằng bao nhiêu? Và công suất của nguồn bằng bao nhiêu? Viết thời gian T bằng 15 phút. Đây, có nghĩa là chúng ta có một cái nguồn điện, chúng ta mắc nối tiếp nó với một cái bóng đèn thì thấy là cường độ dòng điện đi qua bóng đèn I bằng 0,5A. Đấy. Nguồn điện này có suất điện động là 12V. Nó hỏi ta công suất của nguồn điện cũng là công của nguồn điện trong bao nhiêu? Trong 15 phút. Về công suất thì công suất của nguồn thì bằng sức điện động của nguồn nhân với cường độ dòng điện. Thì chúng ta biết là cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là 0,5A. Thì vì bóng đèn mắc nối tiếp với nguồn mà, trên cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn cũng chính là cường độ dòng điện chạy qua nguồn nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ thay số luôn, nó bằng 12 nhân với 0,5 là bằng mấy? Là bằng 6 đơn vị là bao. Thế còn công, A thì bằng công suất, A của nguồn thì bằng công suất của nguồn nhân với thời gian, thế thôi. Công suất là 6 A nhân với thời gian 15 phút, chúng ta phải đổi sang giây, tầm 15 nhân với 60, đúng không? Thế bằng 6 nhân với 15, 6, 90 vậy nhân với 900 thì 69, 54, 5400 joule, 5400 joule, đúng chưa? Đấy là câu số 10, 16, 5400 joule và 6 W. 5400 joule thì chuyển sang đơn vị kilojoule thì là 5,4 kilojoule. 5,4 kJ chắc là tương ứng với đáp án là D cho cái câu số 16 nhé. Câu số 17. Một cái bàn là khi được sử dụng ở hiệu điện thế U bằng 200V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ I bằng 5A. Hỏi điện năng bàn là tiêu thụ trong 30 phút A bằng bao nhiêu khi T bằng 30 phút. Hiệu điện thế giữa hai đầu của cái bàn là 200V và cường độ dòng điện của nó là 5A. Vậy thì công suất tiêu thụ của nó P bằng gì? U nhân I và bằng 200 nhân với 5 và bằng 1000 W. Bàn là này có công suất tiêu thụ là 1000 W. Vậy thì công sẽ bằng công suất nhân với thời gian. Công suất là 1000 W. Nhân với thời gian là ở đây tôi xem nào. À, họ cho ra đơn vị là kilowatt giờ, đúng không? 1000 W hay là 1 kW cũng vậy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thay P bằng 1 kW nhân với thời gian 30 phút là 0,5 giờ thì nó sẽ là 0,5 kW nhân với giờ. Tức là nếu mà sử dụng nó trong 30 phút thì chúng ta tốn 0,5 kWh giờ, tức là tốn nửa số điện đấy, nó tiêu thụ nửa số điện. Vậy thì đáp án ở đây là gì ạ? Đáp án đây là A cho câu số 17 nhé. Đến câu số 18. À, một bàn là điện khi sử dụng với điện thế 220V. Đấy. Thì dòng điện chạy qua bàn là có cường độ là 5A. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bàn là trong 30 ngày. 30 ngày. Với thời lượng là 20 phút trên một ngày. Cho rằng giá tiền điện là 1.800 đồng trên 1 kWh giờ. Đơn giá là 1.800 đồng trên 1 kWh giờ. Đấy, chúng ta phải trả xem là số tiền, tính xem là số tiền cần phải trả là bao nhiêu. Thế muốn biết số tiền phải trả là bao nhiêu thì chúng ta phải tính số kilowatt giờ đã. Lấy số kilowatt giờ và nhân với đơn giá thì sẽ ra là 1.800, thì chúng ta sẽ ra số tiền phải trả. Chúng ta có công suất tiêu thụ là bao nhiêu nhỉ? 220 nhân với 5 bằng 50 là 0, 52 là 10 với 0 nhân 1, 52 là 10 nhân 1 11. Thay đổi sang đơn vị kilowatt thì nó là 1,1 kW nha. 1100 W hay là bằng 1,1 kW.
Thời gian chúng ta sử dụng 30 ngày. Mỗi ngày sử dụng 20 phút, tức là 1/3 giờ. Vậy thì nó sẽ bằng 10 giờ. Vậy mỗi tháng gia đình này sử dụng bằng là trong 10 giờ. Vậy thì cái lượng điện năng chính là công của điện tiêu thụ là gì? Công suất nhân với thời gian bằng 1,1 nhân với 10 thì bằng 11 kWh. Dạ, tức là mỗi tháng cái bàn là đã tiêu tốn là 11 số điện. Vậy thì số tiền sẽ bằng 11 kWh nhân với đơn giá là bao nhiêu? 1.800 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 10 × 18 là 18.000 thôi, gần máy vậy. 11 nhân với 1800 là 19.800 đồng. 19.800 đồng. Được chưa? Đáp án là 19.800 đồng, không phải đáp án A. Đến là câu số 18 nhé. Rồi, cái bảng nó nhỏ quá, thầy lại phải xóa bảng lại đây.